Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Ấn Độ, 72 giờ tiếp theo sẽ rất quan trọng khi Trung Quốc triển khai pháo binh ở biên giới. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc gần đây đã triển khai một lượng lớn pháo binh và cơ giới về phía biên giới chung ở Ấn Độ, ở Ladakh, bang cực Bắc Ấn Độ. Các nguồn tin thuộc chính phủ Ấn Độ nói với tờ Indian Express hôm 28 tháng 5 cho biết, hành vi leo thang của Trung Quốc đã khiến một quan chức Ấn Độ lên tiếng cảnh báo hôm 28 tháng 5 rằng ba ngày tiếp theo là rất quan trọng trong việc theo dõi các hoạt động của Trung Quốc dọc biên giới. Theo các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ, hình ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện của ít nhất 16 xe tăng cùng với các tổ hợp xe chiến đấu bộ binh trên biên giới. Các hầm và các ụ súng máy cũng có thể được nhìn thấy. Điều này có thể cho thấy Trung Quốc đã lường trước một cuộc tấn công và cũng đã thực hiện các vị trí phòng thủ, một nguồn tin cho biết. Vào hôm 29 tháng 5, tờ Epoch Times dẫn tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết Trung Quốc gần đây đã triển khai ít nhất 5.000 quân đến biên giới Trung Ấn. Các doanh nghiệp bắt đầu lên kế hoạch rời Hồng Kông. Theo Breitbart, hôm 29 tháng 5, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tự tin rằng luật an ninh chuẩn bị được áp cho Hồng Kông sẽ ổn định thành phố, thì một số tập đoàn đang lên kế hoạch bỏ chạy trước khi sự tự trị cuối cùng của Hồng Kông sụp đổ. Các doanh nghiệp ở Hồng Kông đang bị siết chặt bởi chi phí gia tăng và sự không chắc chắn sau các cuộc đụng độ kéo dài, đôi khi dữ dội giữa cảnh sát và những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Tờ RTHK cho biết hôm ngày 29 tháng 5, khi chúng tôi nói rằng chúng tôi là một công ty có trụ sở tại Hồng Kông khi nói chuyện với các nhà đầu tư, nó không còn hấp dẫn như một năm trước đây, Saladi Dipor, người có công ty tại Hồng Kông cho biết. Theo Breitbart, một vấn đề khác mà các công ty ở Hồng Kông phải đối mặt khi Bắc Kinh áp luận an ninh mới đối với thành phố là chính phủ trên thế giới sẽ bắt đầu điều chỉnh các chính sách thương mại và tài chính của họ đối với Hồng Kông, do thành phố này không còn sự tự trị như trước đây nữa. NASA tiếp tục đưa người vào vũ trụ với vụ phóng vi trình SpaceX lịch sử. Theo VOA, SpaceX, công ty tên lửa tư nhân của doanh nhân tỷ phú Elon Musk, đã đưa hai người Mỹ bay vào quỹ đạo từ Florida vào ngày 30 tháng 5 trong một chuyến du hành đánh dấu chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của các phi hành gia NASA từ lãnh thổ của Mỹ trong 9 năm qua. Một tên lửa Falcon 9 của SpaceX rời mặt đất từ trung tâm không gian Kennedy lúc 3 giờ 22 phút chiều giờ miền đông của Mỹ, đưa hai phi hành gia Doug Hurley và Bob Bacon lên chuyến tàu kéo dài 19 giờ trên phi thuyền Crew Dragon mới thiết kế của công ty bay tới trạm không gian quốc tế. Quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp, Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt ở trung tâm không gian Kennedy ở Cape Canaveral để theo dõi vụ phóng cho biết. Pháp buộc tội 13 nghi phạm vụ 39 người Việt chết ở container. Theo AFP, công tố viên Pháp đã buộc tội 13 nghi phạm tội buôn người do liên quan đến vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh vào tháng 10 năm 2019. Ngoài cáo buộc buôn người và các hoạt động tội phạm có tổ chức, 6 trong 13 nghi phạm cũng bị buộc tội giết người sau khi một kẻ chủ chốt trong đường dây vận chuyển bị bắt ở Đức. Nghi phạm bị bắt ở Đức là một người đàn ông 29 tuổi có biệt danh là công tước đầu trọc. Hắn có thể là kẻ đứng đầu mạng lưới ở phía Pháp. Một nguồn tin cho biết nhưng không hé lộ quốc tịch của người này. Mỹ nói Nga chuyển hơn 1 tỷ USD tiền giả đến Libya. Mỹ cho biết Malta thu được lượng tiền Libya giả trị giá hơn 1 tỷ USD do công ty nhà nước Nga Gosnak chế tạo. Mỹ hoan nghênh chính quyền Cộng hòa Malta đã bắt được lô tiền Libya giả trị giá 1,1 tỷ USD hôm 26 tháng 5. Đây là số tiền được in bởi công ty cổ phần Gosnak do chính phủ Nga sở hữu, theo đơn đặt hàng của một chính phủ thể song song phi pháp. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30 tháng 5 ra thông báo cho biết. Washington cho rằng các vấn đề kinh tế Libya đang ngày càng trầm trọng vì sự xuất hiện của lượng lớn tiền giả có nguồn gốc từ nước Nga. Chính quyền Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Liên Hiệp Quốc và các đối tác quốc tế
nhằm ngăn chặn một hành động bất chính có thể đe dọa chủ quyền và ổn định của Libya. Những hành động đó không phù hợp với lệnh cấm vận được quốc tế áp dụng. Sự việc này cho thấy Nga cần chấm dứt các động thái gây bất ổn tại Libya, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Cựu thống đốc Hồng Kông nói ông Tập Cận Bình hiện có mối lo lớn. Chủ tịch Tập Cận Bình hiện rất lo lắng về số phận của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đang mạo hiểm khi xúc tiến một cuộc chiến tranh lạnh mới nhằm tạo ra sự bất ổn cho Hồng Kông bằng luật an ninh. Ông Chris Patton, thống đốc người Anh cuối cùng của Hồng Kông nói với Reuters, ông Patton đánh giá hành động hiếu chiến của ông Tập đối với Hồng Kông thể hiện qua việc nhất quyết cho thông qua luật an ninh đối với hòn đảo tự trị có thể kích hoạt làn sóng các nhà đầu tư không đổ vốn vào vùng lãnh thổ này, nơi đang giữ vai trò là đầu mối thu hút các đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Trung Quốc đại lục. Điều đó có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa rằng những dấu hỏi lớn nghiêm trọng đang đặt ra không chỉ với tương lai của Hồng Kông, với tư cách là một xã hội tự do mà còn với khả năng hòn đảo này có tiếp tục là trung tâm tài chính quốc tế lớn ở châu Á hay không, ông Patton nói, và cảnh báo rằng sẽ có nhiều người muốn rời bỏ Hồng Kông. Đài Loan, nếu có WHO phiên bản mới, quốc đảo sẽ tích cực tham gia. Bình luận về việc Hoa Kỳ quyết định cắt đứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và có kế hoạch chuyển nguồn tài chính đang hỗ trợ cho tổ chức này sang một tổ chức mới, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung hôm thứ Bảy 30 tháng 5 cho biết Đài Loan sẽ sẵn sàng tham gia bất kỳ tổ chức y tế toàn cầu mới nào, theo Taiwan News. Trước đó, vào hôm 29 tháng 5, Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng đã chỉ trích năng lực yếu kém của WHO trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán và nói rằng tổ chức này đã giúp Trung Quốc hạ thấp nguy cơ của loại virus chết người. Ông Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển nguồn tài trợ của WHO sang những tổ chức khác trên thế giới xứng đáng với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và toàn cầu hơn. Tuy nhiên, không cho biết những tổ chức khác là những thực thể đã có hay cần được thành lập mới. Ông Trần nói rằng, Đài Loan hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ trong tương lai và cho biết nếu có một tổ chức phòng chống virus Vũ Hán quốc tế mới ra đời, Đài Loan sẽ tích cực tìm cách tham gia. Mỹ hành động khi Nga có động thái quân sự tại Libya. Hoa Kỳ đang tìm phương án sử dụng một trong những đơn vị bảo vệ an ninh ở Tunisia cho một số nhiệm vụ. Lầu Năm Góc cho biết thông tin hôm 29 tháng 5 trong bối cảnh Nga đang có những động thái quân sự ở Libya, nước láng giềng của Tunisia. Quân đội Nga đã điều 14 máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-24 tới căn cứ không quân Sabra của Libya, quân đội Hoa Kỳ thông tin hôm 27 tháng 5. Khi Nga tiếp tục thổi bùng ngọn lửa xung đột ở Libya, thì an ninh ở khu vực Bắc Phi là một mối lo ngại lớn, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Đài Loan đang chuẩn bị cho trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Đức Phát hôm 29 tháng 5 nói rằng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ mối đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan, nên Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị cho điều xấu nhất, theo Taiwan News. Hôm 29 tháng 5, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức một diễn đàn kỷ niệm 15 năm ngày phê chuẩn luật chống ly khai. Phát biểu của ông Trần được xem như là một phản ứng của Đài Loan với sự kiện này. Trong diễn đàn hôm 29 tháng 5, Lật Chứng Thư, một thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân đã có một bài phát biểu đề cập đến việc chống ly khai và nhắc lại nguyên tắc một Trung Quốc. Ông Lật cũng đề cập tới sự thống nhất hòa bình với Đài Loan và một quốc gia hai chế độ. Triều Tiên đưa tin muộn về cái chết của một tướng quân đội. Một tướng lĩnh cao cấp của Triều Tiên đã chết cách đây 2 năm, nhưng vào thứ Bảy 30 tháng 5, truyền thông Bắc Hàn mới đưa tin về sự kiện này, theo Yonhap. Tờ Lao động Tăng Văn, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên thông báo lãnh đạo quân đoàn 4, tướng Ri Song-guk, người từng phụ trách bảo vệ đường biên giới với Hàn Quốc ở biển phía Tây, đã chết vào tháng 10 năm 2018, thọ 52 tuổi. Theo tờ báo của chính quyền Triều Tiên, tướng Ri đã được điều trị bệnh nan y tại Bình Nhưỡng,
và nước ngoài nhưng không qua khỏi. Tướng Ri có liên quan tới việc chỉ đạo quân đoàn 4 của Triều Tiên tấn công đảo Yongbyon của Hàn Quốc vào tháng 11/2010, giết chết 4 người Hàn Quốc, trong đó có 2 thường dân. Trung Quốc 5G, Mỹ vệ tinh mạng. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã được đẩy lên đỉnh điểm bằng cuộc chiến công nghệ, khi mà các hãng công nghệ Mỹ, Anh, Nhật Bản từ chối hợp tác với Huawei, hãng công nghệ viễn thông số 1 Trung Quốc. Huawei là niềm tự hào của Trung Quốc, đang chiếm ưu thế và dần vượt lên các hãng Âu Mỹ trong lĩnh vực cung cấp mạng viễn thông và smartphone, đặc biệt công nghệ 5G. Huawei và Trung Quốc đang đặt rất nhiều kỳ vọng vươn lên thành cường quốc số 1 thế giới, bắt đầu bằng việc thống trị thế giới về công nghệ 5G, từ hệ thống mạng đến thiết bị đầu cuối. Trên lĩnh vực viễn thông, các hãng công nghệ Mỹ đã tụt hậu từ công nghệ 4G, hiện chỉ còn Ericsson, Thụy Điển có thể cạnh tranh được với Huawei. Rất nhiều người tin rằng công nghệ 5G không sớm thì muộn, Huawei sẽ vượt lên Ericsson và thống trị thế giới. Thế nhưng, bằng sự kiện Elon Musk và SpaceX của Mỹ đã phóng 60 vệ tinh phát sóng Internet lên không trung quỹ đạo thấp 400 km vào 9 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 5, 2019 giờ Hà Nội, kèm theo kế hoạch phóng 400 vệ tinh để bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu vào cuối năm 2020, thì chúng ta mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra Trung Quốc và Huawei đã chậm chân. Hóa ra tất cả các đòn tấn công cô lập Huawei của Trump chỉ là để Trung Quốc và các quốc gia khác chậm triển khai mạng 5G độ 3 đến 5 năm thôi. Cuối năm 2020, khi Elon Musk và SpaceX cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu bằng 400 đến 800 vệ tinh trên không trung, cán cân công nghệ viễn thông giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ quay 180 độ. Mỹ sẽ lại vượt lên Trung Quốc không phải một bậc mà những năm bậc. Thế giới có quá nhiều điều kỳ diệu, thế giới thay đổi quá nhanh, Huawei đã lập nên kỳ tích. Trung Quốc có Nhậm Chính Phi, nhưng nước Mỹ có Elon Musk. Nhậm Chính Phi chỉ mới nghĩ đến Internet và viễn thông mặt đất, còn Elon Musk nghĩ đến Internet và viễn thông vệ tinh trên không trung và trên sao hỏa. Trừng phạt Hồng Kông, báo chí Trung Quốc và chính quyền đặc khu đã kích Tổng thống Mỹ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông vào hôm nay, ngày 31 tháng 5, 2020, đã lớn tiếng đả kích Tổng thống Mỹ sau khi ông Donald Trump tuyên bố chấm dứt chính sách ưu đãi dành cho Hồng Kông nếu Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia mới đối với đặc khu hành chính này. Theo báo chí Trung Quốc ra ngày hôm nay, việc bãi bỏ chế độ ưu đãi đối với Hồng Kông sẽ có hại cho Washington hơn là cho Bắc Kinh. Một bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc cho rằng cây gậy về các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ đang vung lên sẽ không khiến Hồng Kông sợ hãi và sẽ không hạ bệ được Trung Quốc. Tác giả bài xã luận sử dụng bút hiệu Trung Thanh, có nghĩa là tiếng nói của Trung Quốc, thường được dùng khi tờ báo được của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra về lập trường về đối ngoại. Tờ Hoàn Cầu, thời báo cũng khẳng định Trung Quốc đã chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Tại Hồng Kông, một phát ngôn viên chính quyền đặc khu đã lấy làm tiếc về việc mà họ cho là Mỹ tiếp tục bôi nhọ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Hồng Kông để đảm bảo an ninh. COVID-19, hơn 6 triệu ca nhiễm trên thế giới, Brazil đứng thứ tư về số tử vong. Theo thông tin tổng hợp từ AFP, các số liệu chính thức của các nước, đến 19 giờ giờ quốc tế, ngày thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2020, có ít nhất 366.581 ca tử vong vì virus corona. Trong lúc số người được ghi nhận nhiễm virus đã lên đến hơn 6 triệu người tại 196 nước và vùng lãnh thổ, Brazil trở thành quốc gia thứ tư thế giới về ca tử vong. Trong vòng 24 giờ tính đến 19 giờ ngày hôm qua, thế giới có thêm 125.000 ca nhiễm mới và 4.517 người chết vì COVID. Các nước có số ca tử vong mới tăng nhiều nhất là Mỹ, Brazil và Mexico. Hiện giờ, châu Mỹ Latin là khu vực có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất thế giới. Với tổng cộng 28.834 người tử vong, Brazil hôm nay đã vượt Pháp để trở thành nước có nhiều ca tử vong thứ tư thế giới vì COVID-19 sau Mỹ, Anh và Ý. Số người nhiễm virus và tử vong ở Brazil
tập trung đông nhất ở hai thành phố lớn Sao Paulo và Rio de Janeiro, miền đông nam đất nước. Ngoài Brazil, Peru là nước châu Mỹ Latin thứ hai bị đại dịch tác động nặng nề. 141 người chết trong vòng 24 giờ tại quốc gia 33 triệu dân cư này, 4.371 người tử vong từ đầu dịch. Bolivia hôm nay ghi nhận có tổng cộng 300 người chết vì dịch. Riêng số người dương tính với virus corona chủng mới, theo thống kê của AFP, 2/3 trong số hơn 6 triệu người xét nghiệm dương tính là ở châu Âu và Hoa Kỳ, cũng là nơi huy động nhiều xét nghiệm. AFP lưu ý, số ca được xác định nhiễm virus corona chỉ chiếm 1/1 con số những người nhiễm trên thực tế, bởi nhiều nước chỉ xét nghiệm cho những ca bệnh nặng. Một số nước khác lại chỉ ưu tiên xét nghiệm tầm soát những người đã có tiếp xúc với những người bị nhiễm virus. Trong khi đó, khả năng xét nghiệm tầm soát ở rất nhiều quốc gia nghèo lại bị hạn chế. Vụ George Floyd biểu tình bạo động tiếp diễn tại nhiều thành phố ở Mỹ. Tối hôm qua 30 tháng 5 2020, biểu tình đụng độ với cảnh sát đã xảy ra tại nhiều thành phố ở Mỹ. Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đối lập lên án bạo động. Biểu tình lớn diễn ra tại Minneapolis, New York, Philadelphia, Los Angeles, Atlanta. Nhiều cuộc họp phản kháng tại Dallas, Las Vegas, Seattle, Memphis. Tại New York, hơn 200 người bị câu lưu sau các cuộc đụng độ dữ dội khiến nhiều cảnh sát bị thương. Tại Atlanta, nhiều xe tuần tra của cảnh sát bị đốt. Tại Los Angeles, 5 cảnh sát bị thương, hàng trăm người bị câu lưu sau khi một cuộc biểu tình ôn hòa biến thành bạo động, với nhiều cửa hàng bị đốt cháy, cướp phá, biểu tình. Bạo động đặc biệt dữ dội tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota, nơi công dân Mỹ gốc Phi 46 tuổi tử vong khi bị cảnh sát bắt giữ. Hôm thứ Hai, phóng viên AFP có mặt trực tiếp tại thành phố này cho hay, cảnh sát chống bạo động đã giải tán số người biểu tình với hơi cay và lựu đạn gây choáng khi người biểu tình tấn công một trụ sở cảnh sát. Khắp nơi, người biểu tình lên án cảnh sát hành hung người da đen với mức độ bạo lực quá mức. Tổng thống tiểu bang Minnesota Tim Pool lo ngại một đêm bạo lực nữa xảy ra, đã cảnh báo là người biểu tình sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm nếu họ tiếp tục vi phạm luật thiết quân luật. Chính quyền cho biết, cho đến hôm nay, lực lượng cảnh sát vũ trang chưa trực tiếp tham gia trấn áp do một phần không muốn làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, phần khác do quân số không đủ. Cảnh sát và lực lượng chống bạo động huy động không đủ để kiểm soát tình hình. Theo thống đốc Tim Pool, tham gia vào các bạo động đốt phá có nhiều thành phần thuộc các băng đảng buôn lậu ma túy, các nhóm chủ trương chủng tộc da trắng thượng đẳng. Theo AFP, thống đốc Minnesota cho biết đã huy động 13.000 binh sĩ thuộc lực lượng chống cảnh sát bạo động quốc gia, đã yêu cầu quân đội can thiệp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ có mặt tại chỗ trong những giờ tới. Tổng thống Donald Trump nhiều lần lên án kẻ gây án, gây ra cái chết bi thảm của George Floyd. Hôm qua hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng bạo lực tập thể. Ông Trump lên án các phần tử côn đồ phá phách. Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden hôm nay cũng lên án bạo lực. Ông nói, biểu tình chống bạo lực cảnh sát là quyền của người dân và là điều cần thiết, nhưng các hành động đốt phá như vậy không phải là giải pháp. EU kêu gọi Trump xem xét lại quyết định cắt tài trợ cho WHO. Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen ngày thứ Bảy kêu gọi Mỹ nên tránh những hành động làm suy yếu kết quả quốc tế. Liên minh châu Âu ngày thứ Bảy kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét lại quyết định cắt tài trợ của Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới giữa những chỉ trích toàn cầu về bước đi này. Ông Trump ngày thứ Sáu cáo buộc WHO đã không ứng phó thỏa đáng với đại dịch, nói rằng cơ quan này của Liên Hiệp Quốc chịu sự kiểm soát hoàn toàn của Trung Quốc. Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen ngày thứ Bảy kêu gọi ông Trump xem xét lại, nói rằng nên tránh những hành động làm suy yếu kết quả quốc tế và rằng giờ là lúc tăng cường hợp tác và tìm ra những giải pháp chung. WHO cần tiếp tục có khả năng dẫn đầu phản ứng quốc tế đối với đại dịch, hiện tại và trong tương lai, bà nói. Để đạt được điều này, rất cần và bắt buộc phải có sự tham gia và hỗ trợ của tất cả các nước.
Mỹ là nguồn tài trợ tài chính lớn nhất cho WHO và sự ra đi của Mỹ dự kiến sẽ làm suy yếu đáng kể tổ chức này. Ông Trump nói Mỹ sẽ chuyển tiền sang các nhu cầu y tế cấp thiết toàn cầu đáng hỗ trợ khác mà không nêu chi tiết cụ thể. WHO không bình luận về thông báo này, nhưng Bộ trưởng Y tế Nam Phi gọi đây là một diễn tiến không may. Chắc chắn, khi đối mặt với đại dịch nghiêm trọng, chúng ta muốn tất cả các quốc gia trên thế giới đặc biệt tập trung vào kẻ thù chung, ông nói với các phóng viên. Gần 6 triệu ca nhiễm virus corona đã được báo cáo trên toàn thế giới, với hơn 365.000 trường hợp tử vong và gần 2,5 triệu trường hợp đã phục hồi, theo con số được kiểm bởi Đại học Johns Hopkins. Con số thực sự được cho là lớn hơn đáng kể. Các chuyên gia nói rằng nhiều người chết mà không bao giờ được xét nghiệm. Mỹ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch này, với hơn 1,7 triệu ca nhiễm và 103.000 ca tử vong. Thủ tướng Trung Quốc thừa nhận kinh tế đất nước khủng hoảng nghiêm trọng. Sau khi kỳ họp lưỡng hội kết thúc, Thủ tướng Lý Khắc Cường tiết lộ tại một cuộc họp báo hôm 28 tháng 5 rằng dịch vụ COVID-19 khiến nền kinh tế đất nước bị thiệt hại nghiêm trọng. Khoảng 600 triệu công dân Trung Quốc chỉ kiếm được 1.000 nhân dân tệ một tháng theo The Epoch Times. Khi một phóng viên hỏi Thủ tướng Lý Khắc Cường về kế hoạch xóa đói giảm nghèo và phát triển tầng lớp trung lưu, ông Lý trả lời rằng thu nhập trung bình hàng năm của chúng ta là 30.000 nhân dân tệ, nhưng có 600 triệu người có thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ. Số tiền này chỉ đủ để trả tiền thuê nhà hàng tháng tại một thành phố tầm trung ở Trung Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích lời ông Lý, Trung Quốc hiện có hơn 1,4 tỷ dân, như vậy 600 triệu người tương ứng hơn 40% dân số Trung Quốc. Thủ tướng cũng nói rằng, do tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán tới nền kinh tế đất nước, khả năng sẽ có nhiều hơn nữa công dân Trung Quốc sống trong nghèo đói và chính phủ sẽ cần phải triển khai các gói an sinh xã hội hoặc các hình thức hỗ trợ khác để giúp họ tồn tại. Ông Lý cũng thừa nhận rằng thất nghiệp hiện cũng là vấn đề lớn của đất nước. Theo ông Lý, Trung Quốc có 900 triệu lao động nhập cư. Ngoài ra, vào tháng 7, tháng 8, 74 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học. Hai nhóm này cùng với các cựu quân nhân là những người cần việc làm nhất. Ông Lý không tiết lộ tỷ lệ thất nghiệp của cả nước, nhưng đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp được ông công bố trước đó là khoảng 6%. Tuy nhiên, con số chính thức này chỉ là tỷ lệ thất nghiệp ở các khu vực thành thị, không bao gồm những người lao động nhập cư bị mất việc. Vào ngày 30 tháng 4, một giám đốc tại công ty môi giới Trung Quốc đã bị cách chức sau khi ông đăng lên phương tiện truyền thông xã hội một phân tích ước tính rằng tỷ lệ thất nghiệp thực sự của Trung Quốc là khoảng 20,5%. Ông Lý cho biết chính phủ sẽ nỗ lực kích thích nền kinh tế bị thiệt hại nghiêm trọng do dịch bệnh, thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm nhiều việc làm. Thủ tướng cũng nói rằng Bắc Kinh sẽ cắt giảm chi phí và cũng đã ra lệnh cho chính quyền địa phương làm điều tương tự. Quan chức Hoa Kỳ lo ngại các nhóm bên ngoài Minneapolis kích động biểu tình vô chính phủ. Chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đã quan sát thấy một sự thay đổi trong các cuộc biểu tình ở Minneapolis và lo ngại rằng những kẻ bên ngoài tiểu bang đã tích cực tham gia và kích động các cuộc biểu tình vô chính phủ trong những ngày gần đây, theo The Epoch Times ngày 30 tháng 5. Thị trưởng thành phố Minneapolis Jacob Frey nói rằng động lực của cuộc biểu tình đã thay đổi trong vài ngày qua. Ông cũng đề nghị cư dân địa phương không tham gia vào các cuộc biểu tình nữa vì hoàn cảnh đã thay đổi. Chúng tôi thấy ngày càng nhiều người đến từ bên ngoài thành phố. Chúng tôi đã thấy ngày càng nhiều người tìm cách gây ra bạo lực trong cộng đồng của chúng tôi và tôi phải nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được, ông nói cho một cuộc họp báo vào sáng thứ Bảy. Tại Centerpol, tất cả những người bị bắt vào tối thứ Sáu là từ bên ngoài tiểu bang. Thị trưởng Melvin Carter nói với các phóng viên. Carter cho biết các nhà hoạt động địa phương xác nhận những người biểu tình bạo lực không phải đến từ thành phố Minneapolis. Tôi nghe họ nói, chúng tôi không biết những người này, chúng tôi không biết những kẻ đang kích động bạo lực, chúng tôi không biết những kẻ đã đập vỡ các cửa sổ. Tổng thống Donald Trump đã đăng tweet trong ngày 30 tháng 5,
80% kẻ bạo loạn ở Minneapolis đêm qua là từ bên ngoài bang. Họ đang làm hại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ của người Mỹ gốc Phi, nhà cửa và cộng đồng cư dân tại thành phố Minneapolis tốt bụng, chăm chỉ, muốn có hòa bình, bình đẳng để cung cấp cho gia đình họ. Tổng trưởng lý William Barr đã cảnh báo vào hôm thứ Bảy rằng sẽ là một tội phạm liên bang nếu vượt qua biên giới các bang hoặc sử dụng các cơ sở giữa các tiểu bang để kích động hoặc tham gia vào cuộc bạo loạn bạo lực. Nhóm của những kẻ cực đoan và những kẻ kích động bên ngoài bang đang khai thác tình hình này để theo đuổi chương trình nghị sự riêng và bạo lực của họ, ông cảnh báo. Hàng ngàn người biểu tình đã phá vỡ lệnh giới nghiêm 8 giờ tối do thống đốc Tim Walz áp đặt, gây bão ở các khu vực trung tâm thành phố, trong khu vực thành phố sinh đôi Minneapolis, St. Paul, với một số vụ cướp bóc và đốt cháy các cửa hàng. Có sự pha trộn của các sắc tộc tham gia cuộc biểu tình và mọi người ở các lứa tuổi đều có mặt, nhưng độ tuổi chủ yếu là rất trẻ. Bầu không khí hỗn loạn, ám khói và ồn ào, ngày càng nhiều người biểu tình, dường như có mục đích khác ngoài công lý cho George Floyd. Những người khác đã gây náo loạn, cướp bóc và đốt các cửa hàng gần đó. Nhiều dấu hiệu trong cuộc biểu tình đều giống nhau và có đảng xã hội chủ nghĩa và giải phóng được viết dọc theo dưới khẩu hiệu bỏ tù tất cả các cảnh sát người phân biệt chủng tộc. Các cuộc biểu tình đã bùng nổ ở hàng chục thành phố trên khắp đất nước, bao gồm cả thành phố Minneapolis, Louisville, Washington, New York, Atlanta, Detroit và một số thành phố khác vào tối thứ Sáu với những vụ cướp bóc, đốt phá và phá hoại. Trong một bài phát biểu mới đây, ông Trump nói rằng ông thấu hiểu sự giận dữ của những người đang đi tìm công lý. Tuy nhiên, ông phản đối nhóm cực tả lợi dụng việc này để phá hoại và gây hoảng loạn. Tôi đứng trước các bạn ở đây như một người bạn, một đồng minh của mọi người Mỹ đang tìm kiếm công lý và hòa bình. Và tôi cũng đang đứng trước các bạn, kiên quyết chống lại bất kỳ ai lợi dụng thảm kịch này để cướp bóc, hôi của, tấn công và đe dọa. Chữa lành chứ không phải thù hận, công lý chứ không phải hỗn loạn là mục đích trước mắt của chúng ta. Tổng thống Trump nói từ trung tâm không gian Kennedy. Tổng thống cho rằng những gì đang xảy ra trên đường phố nước Mỹ không có chút liên quan tới công lý hoặc hòa bình và nhắc nhở rằng việc tưởng niệm Floyd đang làm bị ô danh bởi những kẻ nổi loạn cướp bóc và những kẻ chủ trương vô chính phủ. Đài Loan ủng hộ mạnh mẽ Hồng Kông chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi thông tin Đảng Cộng sản Trung Quốc áp luật. Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông được truyền ra, bà Thái Anh Văn đã thẳng thắn công khai bày tỏ rằng bà đứng cùng với người dân Hồng Kông vào ngày 28 tháng 5. Tổng thống Thái lại đăng trên bài viết trên Facebook rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tự ý thông qua luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Điều này làm giảm đáng kể quyền tự do ngôn luận và độc lập tư pháp của Hồng Kông. Bà nói rằng Viện Hành Chánh của Đài Loan đã khởi động chuyên án hành động chăm sóc và viện trợ nhân đạo cho Hồng Kông, để tiếp tục đưa ra phương án cho các biện pháp hỗ trợ người dân Hồng Kông. Tổng thống Thái nhấn mạnh rằng, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phá vỡ cam kết một quốc gia hai chế độ và 50 năm không thể thay đổi với Hồng Kông, tình hình Hồng Kông chuyển biến xấu cũng ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực. Đài Loan có trách nhiệm chung tay họp với Liên minh Dân chủ quốc tế tiếp xúc cho Hồng Kông và người dân Hồng Kông. Đài Loan sẽ không ngồi nhìn dân chủ, tự do và nhân quyền của Hồng Kông bị thoái lùi. Bà cũng đặc biệt đưa ra khẩu hiệu Đài Loan tự do tiếp sức cho tự do của Hồng Kông. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.